Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chuẩn bị tình huống xấu nhất, Việt Nam có thể phải đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc trên Biển Đông. Sau chiến tranh với Cộng sản Việt Nam năm 1979, Trung Cộng cải tiến quân đội, hiện đại hóa hải quân để bành trướng bằng đường biển. Đại tướng Lưu Hoa Thanh, Tư lệnh Hải quân Trung Cộng từ năm 1982 đưa ra chiến lược xây dựng Hải quân Trung Cộng thành một lực lượng toàn cầu vào giữa thế kỷ 21. Đáp lại chiến lược mới của Trung Cộng, Hoa Kỳ thời Tổng thống Barack Obama quyết định xoay trục qua Á Châu do Ngoại trưởng Hillary Clinton công bố ngày 24 tháng 7 năm 2010 tại Diễn đàn Hội nghị ASEAN ở Hà Nội năm 2010. Làm cho Trung Cộng quan ngại. Khi Hải quân khá mạnh, Tập Cận Bình công bố dự án Một vành đai một con đường, Nhất đới nhất lộ năm 2013, phỏng theo con đường tơ lụa Trung Hoa thời xưa. Cũng trong năm này, ngày 27 tháng 5 năm 2013, Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, chưa phải là đối tác chiến lược. Lúc đó, Cộng sản Việt Nam hợp tác với các công ty Tây Phương thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông, khiến Trung Cộng phật lòng. Vì Trung Cộng muốn hợp tác khai thác dầu khí với Cộng sản Việt Nam. Từ 2 tháng 5 năm 2014, Trung Cộng đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến đe dọa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bị dân Việt Nam biểu tình phản đối dữ dội, Trung Cộng rút giàn khoan Hải Dương 981 ngày 16 tháng 7 năm 2014. Trước tình hình mới, ngày 2 tháng 10 năm 2014, Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương đối với Cộng sản Việt Nam. Khi đến Việt Nam năm 2016, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, đưa đoàn hòa bình đến hoạt động ở Việt Nam và mở ra Đại học Fulbright Việt Nam ở Sài Gòn. Trong khi đó, Trung Cộng vẫn tiếp tục gây áp lực đối với Cộng sản Việt Nam, khiến năm 2017, Đảng Cộng sản Việt Nam phải dẹp bỏ hai dự án dầu khí lớn là Cá Voi Xanh ở Biển Quảng Nam và Cá Rông Đỏ ở Bãi Tư Chính. Dự án Cá Voi Xanh có trữ lượng ước tính 150 tỷ mét khối sẽ đóng góp vào ngân sách Việt Nam gần 20 tỷ đô la. Dự án Cá Rông Đỏ được ước tính là có trữ lượng 45 triệu thùng dầu và 172 tỷ feet khối ga. Bill Hayton, tiền trong túi mà không được lấy kể cũng tức. Được thế, Trung Cộng làm tới yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam chấm dứt luôn hoạt động của giàn khoan Hakuju 5 Nhật Bản do công ty dầu khí Việt Nam hợp đồng với công ty Rosneft của Nga thuê, đang hoạt động ở phía bắc bãi Tư Chính. Tuy nhiên, lần này Cộng sản Việt Nam không tuân hành lệnh của Trung Cộng. Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Trung Cộng đưa tàu hải cảnh 35111 tuần tra khu vực Tây Bắc Tư Chính trong thềm lục địa của Việt Nam. Ngày 3 tháng 7 năm 2019, Trung Cộng đưa thêm tàu Hải Dương địa chất 8 đến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng gần bãi Tư Chính. Đưa tàu nghiên cứu đến Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nói là để nghiên cứu địa chất ở đây, rõ ràng là một hành vi gây hấn. Tức thì xảy ra cuộc đối đầu giữa tàu hải cảnh hai nước. Hai tàu Trung Cộng và bốn tàu của Cộng sản Việt Nam quần thảo nhau gần giàn khoan Hakuju 5, trong khi tàu Hải Dương 8 tiếp tục khảo sát địa chấn tại đây. Bất ngờ, ngày 7 tháng 8 năm 2019, Trung Cộng cho rút tàu Hải Dương 8 khỏi bãi Tư Chính. Báo Hà Nội mới ngày 12 tháng 8 loan tin do nỗ lực không khoan nhượng của cơ quan chức năng của nhà nước Cộng sản Việt Nam nên Hải Dương 8 đã phải rút lui. Do vậy, cũng thật bất ngờ, ngày 13 tháng 8 năm 2019, Hải Dương địa chất 8 quay trở lại bãi Tư Chính như vào chỗ không người. Ngay sau khi xuất hiện tàu cầu lớn nhất thế giới của Trung Cộng là Lam Kình ngoài khơi Quảng Ngãi vào ngày 3 tháng 9 năm 2019, chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam đưa tới 11 hải lý, cách đảo Lý Sơn chỉ khoảng 30 hải lý về phía Nam, đã nổi lên dư luận ta đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đầy lo lắng và lo sợ trong nội bộ đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Tình huống xấu nhất là gì? Đó là một thuật ngữ của giới quân sự Việt Nam nhằm mô tả tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở cấp cao nhất, nghĩa là có thể nổ ra chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Cộng. Cái tương lai rất gần mà vào thời hữu hảo 4 tốt 16 chữ vàng chỉ nghĩ đến cũng thấy hoang tưởng. Nỗi lo sợ khiếp nhược đến mức đái ra quần của giới quan chức Cộng sản Việt Nam là rất có cơ sở, bởi khác hẳn với tàu Hải Dương 8 chỉ làm nhiệm vụ thăm dò địa chất, Lam Kinh làm cho người ta lập tức nhớ lại giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Cộng đã tấn công vào vùng biển Việt Nam trong năm 2014 và suýt gây ra xung đột quân sự. Khi đó về mặt công khai, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã chẳng có nổi một tuyên bố ra hồn để phản đối Trung Cộng. Trong lúc dậm dịch thông tin ngoài lề về những cuộc chuyển quân lên biên giới phía Bắc và ở Biển Đông với cấp độ báo động, sẵn sàng chiến đấu cao, tức đã đạt đến tình trạng thứ 3 trong 4 cấp sẵn sàng chiến đấu của quân đội: sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu tăng cường, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Còn vào lần này, khả năng Bắc Kinh đưa một giàn khoan đến hoạt động trong vùng biển của Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mục tiêu lần này không chỉ thăm dò dầu khí như năm 2014 mà có thể là khoan luôn. Đó là có thể là giàn khoan 981 hoặc giàn khoan sản xuất dầu khí lớn thứ hai của Trung Cộng là Đông Phương. Trong phương trình khoan dầu nhiều ẩn số của Trung Cộng, Đông Phương có thể là đáp án đầu tiên, bởi vào tháng 4 năm 2019, giàn khoan này đã hờm sẵn tại lưu vực Jinhae 2 ở Biển Đông, sẵn sàng gây áp lực với Việt Nam trong bối cảnh Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng sắp công du Hoa Kỳ. Nhưng cũng vào tháng 4 đó, ông Trọng bất thần bị một cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang, nên chuyến đi Mỹ của ông ta phải rời lại. Nếu sắp tới Trung Cộng liều lĩnh điều cả một giàn khoan vào bãi Tư Chính để cùng hợp tác khai thác dầu khí về Việt Nam, như cái cách mà Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trịnh thượng yêu sách giới cho bù Cộng sản Việt Nam đến lúc ông ta đến Việt Nam vào đầu năm 2018, với tỷ lệ ăn chia có thể lên đến 60% cho vị khách Trung Cộng và chỉ còn 40% cho chủ nhà Cộng sản Việt Nam. Được hiểu thực chất là phải mời một tên cướp vào nhà mình để cùng chia bôi tài sản, đó sẽ là một thảm họa với Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và những đồng đảng của ông ta vẫn mơ màng về 16 chữ và 4 tốt. Kịch bản ngày càng áp sát Việt Nam, khó có thể tránh thoát khỏi nguy cơ một cuộc tấn công quân sự, dù có thể chỉ ở cấp độ chiến dịch. Từ phía Trung Cộng, chiến dịch tấn công này nếu xảy ra chắc chắn sẽ diễn ra trên biển và rất gần gũi với mặt kinh tuyến và vĩ tuyến, với những mỏ dầu của Việt Nam đang dự định khai thác nhưng nằm trong đường lưỡi bò mới được Trung Cộng vẽ bổ sung. Điểm nổ chiến tranh lộ diện nhất là bãi Tư Chính. Còn Bộ Chính trị và cấp dưới của nó là Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ làm gì? Đánh thì sợ, mà không đánh thì bị cướp trắng và mặt mũi chẳng còn ra thể thống gì. Trong thời gian qua đã có những thông tin ngoài lề về việc quân đội Việt Nam điều quân để củng cố vùng biên giới phía Bắc và cả biên giới Tây Nam giáp với Campuchia. Tuy nhiên, đó chỉ là cách phòng thủ hết sức thụ động, một kiểu che chắn theo cách kịch liệt phản đối, nhưng cứ ngồi đờ ra, dương mắt, thao láo nhìn kẻ cướp xông vào nhà mình lần lượt bỏ túi những món đồ. Trong khi đó, các tàu chiến và tàu hải cảnh của Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ lọ mọ theo đuôi tàu Hải Dương 8 mà không có được bất cứ hành động mạnh mẽ nào, dù chỉ là bắn lên trời. Trong lúc 6 tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Cộng sản Việt Nam được cho là còn phải đi chống ngập ở Hà Nội và ở Sài Gòn, còn các tàu chiến khác, kể cả tàu buồm hiện đại nhất thế giới mang tên Lê Quý Đôn, tuyệt đối mất dạng. Toàn bộ lực lượng Hải quân Việt Nam vẫn phủ phục trong tư thế bất lực và kiên định bám bờ. Các tàu Trung Cộng đã thả giàn tung hoành ở Biển Đông và ngay trong vùng đặc quyền, chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Cộng đã tiến sâu thêm 30 km vào vùng biển Việt Nam vào đầu tháng 9 năm 2019, chỉ còn cách bờ biển tỉnh Ninh Thuận miền Trung Việt Nam khoảng 155 km, đã gián tiếp tiết lộ một sự thật bi thảm. Trong suốt thời gian từ đầu tháng 6 năm 2019, khi tàu Trung Cộng bắt đầu
xâm nhập bãi Tư Chính. Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam đã đối phó tệ hại đến mức Trung Cộng hoàn toàn coi thường những hành động đối phó này. Đã không có một tàu hải quân nào của Cộng sản Việt Nam ra ngăn chặn Hải Dương 8 đến gần Phan Thiết. Thật đúng là ngư dân bám biển, hải quân bám bờ. Trung Cộng đang thực hiện một chiến thuật nuốt từng hải lý biển của Việt Nam. Có thể vào một ngày đẹp trời không lâu nữa, các lực lượng quân đội lẫn cảnh sát biển ở Phan Thiết hoặc ở một thành phố duyên hải nào đó của Việt Nam sẽ trố mắt trước những chiếc tàu dương cờ Trung Quốc lừng lững ngự ngay trước mắt họ ở vùng biển sát bờ của Việt Nam. Trong khi đó, chiến thuật Việt Nam dùng một số tàu chiến và tàu hải cảnh bao vây tàu Trung Cộng hoặc bám sát chặt vào tàu Trung Cộng đã tỏ ra vô ích và vô tích sự. Bởi về số lượng thì tàu của Trung Cộng luôn luôn vượt gấp ít nhất vài đến ba lần số tàu của Cộng sản Việt Nam. Còn việc bị bám đuôi thì Trung Cộng chẳng coi ra gì. Cũng trong khi đó, toàn bộ công tác vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam đã chỉ nhận được những lời lẽ chia sẻ chung chung và xã giao. Còn lại đã chẳng có bất kỳ hành động quân sự đáng chú ý nào của các nước đối tác chiến lược của Việt Nam. Chúng ta đã kiên trì kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta. Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã hé miệng lần đầu tiên về tình hình Biển Đông vào ngày 4 tháng 9 năm 2019 trong một cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 8 tại Hà Nội, nhưng vẫn không hề dám nhắc đến cái tên Trung Quốc. Bản lĩnh Nguyễn Xuân Phúc cộng thêm trạng thái bị coi là câm nín của Nguyễn Phú Trọng trước vụ giàn khoan, trước vụ tàu Hải Dương 8, thậm chí còn tệ hơn cả cấp dưới là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Bởi trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã 3 lần lên tiếng cáo buộc tàu Trung Cộng vi phạm chủ quyền và thềm lục địa của Việt Nam, dù rốt cuộc cơ quan này cũng chỉ đánh võ miệng. Khi ngay cả những quan chức cho bù như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc mà còn không dám nêu tên Trung Cộng thì làm sao chính thể Việt Nam dám kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế? Nếu nổ ra tình huống xấu nhất với Trung Cộng, Hải quân Việt Nam sẽ đánh trác ra sao? Sẽ tiếp tục phát cờ cho ngư dân để thuyền ra biển lớn và lại khiến lộ lên câu vè dân gian, chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, đứa nào nói đảng ngu là thằng phản động. Nếu ai đó cho rằng Hải quân Việt Nam còn đang giấu mình, vẫn nêu cao tinh thần yêu nước và sẽ ra đòn quyết định vào một thời điểm thuận lợi, làm thế nào để giải thích việc mới đây một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Đô đốc của quân chủng này, Nguyễn Văn Hiến, cùng một số tướng tá hải quân khác đã bị tống vào lò của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng vì tội ăn đất? Nguy cơ Việt Nam bị tấn công đang hiển thị dần sau một tháng và mỗi quý. Đến giờ phút này, giới chấp bu Cộng sản Việt Nam phải quyết định cho chính số phận tồn vong của nó. Thêm một lần đánh đu với người anh em Cộng sản Bắc Kinh sẽ rất dễ khiến cho lục phủ ngũ tạng của dân tộc Việt Nam bị kẻ thù phanh thây, theo đúng cái cách mà chính quyền Trung Cộng đã làm để mổ sống nội tạng các tín đồ Pháp Luân Công. Chỗ dựa dẫm duy nhất giờ đây của Cộng sản Việt Nam chỉ còn là Hoa Kỳ, đối trọng duy nhất với Trung Cộng tại Biển Đông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình tiếp theo được tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quạt chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.